Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Giá Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ của Ngọc Ánh nhá. Hôm nay anh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một vị trí căn nhà cực kỳ đẹp, thiết kế cực kỳ đẹp luôn, với cái thông số như sau. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m9, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Giá chào bán 1 tỷ 650 triệu đồng, cực kỳ rẻ. Thiết kế 5 tầng mọi người ạ. Và diện tích trên sổ đỏ 31m2. Với căn nhà này, sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Và căn nhà này thuộc vị trí tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngọc Ánh đang đứng cụ thể ở vị trí của cái căn nhà đây, ngõ trước nhà 2m2 và cách trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 50m thôi mọi người nha. Rất là hợp lý. Mặt tiền của ngôi nhà đều đã được chủ đầu tư là ốp đá này mọi người này. Đấy, và có hai cửa, một cửa chính và một cửa sổ này. Rất là thoáng. Và cái mặt tiền của ngôi nhà thì cực kỳ rộng, 3m9. Trên tầng 2 đây mọi người có thể nhìn luôn, thiết kế từ trên tầng 2 mà xây đua ra, nó sẽ rơi khoảng tầm 34m2 mọi người nha. Đó. Vậy thì mời mọi người theo em vào cụ thể vị trí tầng 1 khám phá căn nhà và tiếp theo là lên các tầng như thế nào nhá. Đây chính là vị trí tầng 1 của ngôi nhà. Với căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong mọi người ạ. Cho nên là mọi người nhìn nó còn hơi bừa bộn một chút. Đó. Rất là rộng với cái vị trí phòng khách và phòng bếp đặt ở dưới tầng 1. Gạch lát nền kích thước là 60-60. Về phần sơn cũng đã được hoàn thiện xong. Về phần trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được hoàn thiện đầy đủ. Trần thạch cao thiết kế theo kiểu giật cấp. Và đèn LED thì là để âm trần, rất là đẹp, rất là hợp lý. Mọi người nhìn trên video có thể nhìn thấy luôn chủ đầu tư cái căn nhà này cũng rất là tỉ mỉ và sáng tạo đúng không ạ? Đó, rất là đẹp. Đấy, gạch lát nền còn lát đan sen cả màu đen vào nữa. Nhìn rất là bắt mắt nha. Với cái căn nhà này chỉ 1 tỷ 650 triệu đồng thì Ngọc Ánh thấy cực kỳ hợp lý mọi người ạ. Với cái sổ đỏ đã đầy đủ, giấy tờ pháp lý rõ ràng thì cái căn nhà này thiết kế 5 tầng rất là rẻ chứ không phải là đắt. Đó. Phía phòng khách đây có một cái vách gỗ CNC cả hai bên. Ở bên đây là ngăn giữa cầu thang và phòng khách và bên kia là ngăn giữa phòng bếp và phòng khách nha mọi người. Rất là đẹp đấy ạ. Đây chính là khu vực phòng bếp nhỏ xinh của ngôi nhà với thiết kế gỗ MDF này, ở chống cong vênh mối mọt này. Đầy đủ phụ kiện bếp theo tủ này, chất liệu là inox 304, hệ thống bồn rửa bát cũng như là chậu rửa bát cũng đã được lắp đặt đầy đủ. Hệ thống nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Với cái ngôi nhà này, mọi người chỉ việc xách đồ về và ở thôi nha. Đó, căn phòng bếp mọi người có thể nhìn thấy không? Thiết kế cái màu sắc cũng rất là hài hòa với cái tông màu trắng và cái tủ là màu thêm màu nâu nữa, một chút màu nâu. Đó, vừa tinh tế vừa hiện đại mà vừa trẻ trung. Với cái diện tích là 32m, 31m thì cũng không phải quá nhỏ với một cái bản thiết kế rất là hợp lý như thế này đúng không ạ? Tầng 1 của ngôi nhà có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì đầy đủ về bồn cầu cũng như là hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 lên tới tầng 5 của ngôi nhà được thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc cổ bậc cầu thang được thiết kế là đá đen trắng mọi người nha. Vậy thì tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em lên từng tầng nhé. Với tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà này được thiết kế gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người ạ. Đây chính là vị trí ở trên tầng 2 của ngôi nhà. Đó. Có hai cửa sổ hướng ra phía bên ngoài mọi người nha. Cửa sổ rất là chắc chắn, thiết kế hai lớp, lớp bên trong là sắt sơn tĩnh điện và bên ngoài là cửa kính. Đây, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Trên tầng 2 chủ đầu tư cũng thế này mọi người này. Thiết kế những cái bức tranh rất là đẹp. Rất là bắt mắt. Ở tầng 2 của ngôi nhà là được lát gạch. Kích thước 60-60, vân đá màu trắng. Đó, tầng 2 cũng được thiết kế đầy đủ về hệ thống điện cũng như là trần thạch cao. Với cái tông màu sơn của ngôi nhà này là màu trắng ngả hơi xanh xanh một chút. Ở trên video thì chắc mọi người sẽ chỉ nhìn thấy màu trắng thôi, nhưng ở ngoài này nó hơi ngả xanh một chút mọi người ạ.
căn nhà này cực kỳ thoáng, rất là gần với chợ dân sinh của cái vị trí ngôi nhà này. Từ căn nhà này mà cách chợ dân sinh nó chỉ rơi vào khoảng tầm 200m thôi mọi người ạ. Cách trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp 1, cấp 2 phạm vi bán kính 1km quay đầu. Vị trí của căn nhà này cách với lại bến xe Nghĩa khoảng tầm 3,5km, cách ngã tư Lê Trọng Tấn khoảng tầm 3,5km và cách cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương khoảng tầm 2km thôi mọi người nha. Cửa thông phòng của ngôi nhà, toàn bộ cửa thông phòng được thiết kế là gỗ lim, rất là chắc chắn đây. Với cái căn phòng này thiết kế theo kiểu master, phòng ngủ để phía bên trong. Đây mọi người có thể quan sát phòng ngủ và phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đây rất là rộng. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối mọi người nha. Có cửa sổ hướng ra phía bên này, rất là thoáng, sáng. Đây, đầy đủ về mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Đây có cả dây chờ để nắp bình nóng lạnh luôn ạ. Vậy thì chắc là tầng 3, tầng 4 cũng sẽ thiết kế như thế này. Mời mọi người theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 và tầng 4 nhé. Với tầng 3 của căn nhà được thiết kế cũng tương tự như tầng 2. Tuy nhiên thì nhà vệ sinh đặt ở phía bên ngoài. Vừa bước chân lên phía cầu thang là có nhà vệ sinh luôn mọi người ạ. Đây, rất là sáng. Đó, đầy đủ về hệ thống này, bồn cầu, rửa mặt, sen tắm và phòng ngủ tầng 3 đây. Phòng ngủ tầng 3 đơn giản hơn một chút so với tầng 2 mọi người ạ. Vẫn có đầy đủ cửa sổ để lấy ánh sáng vào trong cái ngôi nhà này, rất là thoáng. Với cái diện tích trên sổ đỏ là 31m2, tuy nhiên như Ngọc Ánh nói phần đầu tiên ý ạ, từ tầng 2 mà xây đua ra được rất là rộng. Lên là trên tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 nó khoảng tầm 34m2. Và cái cụ thể cái căn phòng ngủ này nó sẽ rơi vào khoảng tầm ngoài 20m mọi người nha. Rất là rộng luôn ạ. Dễ dàng lắp đồ cũng như là để mình thiết kế cái nội thất ở bên trong căn phòng này. Cửa thông phòng đây. Bước lên trên tới tầng 3 là gồm đã có hai phòng ngủ lớn rồi. Vậy thì trên tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế ra sao? Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh nhá. Và thưa quý vị, ở trên tầng 4 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự và giống hệt như tầng 3, cũng gồm một phòng ngủ rộng như thế. Vậy thì tính lên tới tầng 4 của ngôi nhà, căn nhà này đã có 3 phòng ngủ rộng rồi mọi người ạ. Đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Phòng ngủ thì vô cùng rộng, thiết kế rất là đẹp, cũng như là thoáng, sau này có lắp đồ đạc trang thiết bị nội thất trong gia đình thì rất là hợp lý. Với cái mặt tiền của ngôi nhà là 3m90 thì nói thật luôn là cái mặt tiền rất là rộng mọi người ạ. Cho nên là phía bên trong cũng vậy, cái căn nhà này mặt tiền nó rộng, để đồ rất là đẹp luôn. Cửa thông phòng đây. Đó, tầng 4 cũng được thiết kế nhà vệ sinh tương tự như tầng 3. Lên trên tới tầng 4 là có 4 phòng vệ sinh rồi mọi người ơi. Quá là đầy đủ để đáp ứng mọi công năng của từng tầng. Vậy thì tầng 5 của ngôi nhà, tầng 5 còn lại cuối cùng thiết kế như thế nào nhá? Mời mọi người theo em. Bước lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà đây, mọi người có thể nhìn thấy giúp Ngọc Ánh ở đây có một cái giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang của ngôi nhà. Đó, đây là khu vực phòng thờ nhỏ nhỏ mọi người ạ. Có thể đây là suy nghĩ của Ngọc Ánh thôi, còn sau này về công năng sử dụng của ngôi nhà là tùy mỗi người. Đây là khu vực để máy giặt. Đấy, máy giặt hoặc sân phơi hoặc như thế nào đấy cũng tùy mọi người. Và phần còn lại của ngôi nhà chính là đây. Với cái diện tích sân ở trên tầng 5 rất là rộng như thế này, quý khách hàng có thể sau này là có thể làm cái mái tôn lên rất là rộng này, để làm mái tôn để trồng cây cảnh này, trồng hoa lan này, trồng hoa hồng này. Hoặc quý khách hàng nếu như có điều kiện thì có thể làm thêm một cái phòng nữa ở cái vị trí tầng 5 này nha mọi người. Với cái diện tích của ngôi nhà Ngọc Ánh cũng nhắc rồi, diện tích là 31m2. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, giá chào bán 1 tỷ 650 triệu đồng. Từ vị trí của cái căn nhà này ra tới trục đường ô tô đi lại nó rất là gần thôi. Nó cách khoảng tầm 50m.
Vậy thì quý khách hàng không ngại ngần gì mà gọi điện cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho quý khách hàng rõ hơn về vị trí căn nhà này hoặc một số vị trí căn nhà khác với những cái giá chào bán khác nhau và diện tích khác nhau, thiết kế khác nhau. Vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 mọi người nhé. Nếu như mọi người xem video của Ngọc Ánh thấy hay thì bấm vào like để ủng hộ em, cũng như bấm vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại.